Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Mẹ Táo. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mẫu hoa rất là dễ. Hoa đào. Để làm được một cái cành hoa như thế này thì chúng ta cần những nguyên liệu sau. Mình sẽ để ở trên màn hình nhé. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào làm thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn làm bông hoa đào trước nhé. Chúng ta tạo một vòng tròn ma thuật. Lên 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ở những cái cạnh giữa, chúng ta đâm vào 3 cái cạnh giữa này. Một mũi, hai mũi, ba mũi. Sau đó chúng ta sẽ rút lên qua hai chân một. Một, hai, ba. Rồi chúng ta tiếp tục lên hai bính. Đây chúng ta sẽ có một, 2, 3, 4. Đâm vào 4 chân này. 1, 2, 3, 4. Sau đó lại rút ra qua 2 chân này. Rồi chúng ta lên một bính. Cái cạnh giữa đầu tiên mình sẽ móc một mũi trượt. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đâm vào ba chân nhé. Một, hai. Đây chân thứ ba đây. Lại tiếp tục rút lên qua hai chân một. Rồi, ở cái hàng cuối cùng thì mình sẽ móc ở mũi chân này. Mình sẽ móc một mũi trượt. Rồi, một mũi trượt nó nữa vào đây. Và mũi trượt cuối cùng vào đây. Rồi sau đó chúng ta móc một mũi trượt vào vòng tròn ma thuật. Là mình đã xong một cánh hoa. Để sang cánh tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục lên 5 bính. Này, sau đó chúng ta lại tiếp tục đâm vào ba chân nữa. Rồi chúng ta lặp lại các thao tác tương tự như ở cánh đầu tiên thêm 4 lần nữa để được 5 cánh hoa nhé. Mình đã móc xong cánh thứ 5 của cái bông hoa đào này. Mình tiếp tục móc một mũi trượt vào vòng tròn ma thuật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút cái dây đặt cái vòng vào. Cắt lên một cách. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến lá nhé.
mình sẽ móc 1 dây bính hoặc 10 bính. Cho len luôn đoạn kẽ này lên thêm 1 bính, quay đầu móc lại từ chân thứ hai 1 mũi đơn, 1 mũi nửa kép. Năm mũi kép đơn. Rồi là 1 mũi nửa kép, 1 mũi đơn. Ba mũi đơn trung chân là chân cuối cùng và dây bính. Rồi xem là bên kia. Tiếp tục là 1 mũi đơn, 1 mũi nửa kép, 5 mũi kép đơn. Mình nhớ nẹp cái dây len thừa vào nhé. Hai chân cuối cùng là 1 mũi nửa kép và 1 mũi đơn. Rồi chúng ta trượt kết thúc và cắt lên. Cái phần này chúng ta nên cuốn dài ra một tí nhé, để tầm 2 phân. Rồi xong rồi, lá thì mình tiếp tục hướng dẫn làm đến nụ hoa đào nhé. Cái nụ này ấy, mình đã có hướng dẫn ở rất nhiều video trước của mình ấy, ví dụ như video hoa nhài này. Mình lên 4 bính nhé. Vòng len qua chân kim, đâm kim vào chân bính đầu tiên này, rút len qua 2 chân, mình làm lại thao tác này thêm 4 lần nữa. Rồi sau đó mình rút len qua ấu chân này luôn. Rồi mình lên tiếp 3 bính. Vòng len và đâm vào đây. Lại làm lại thao tác đấy 5 lần.
lại rút men qua sống. 6 chân, sau đó mình lên thêm một bính. Bật đâm vào phần cuối này. Một mũi trượt. Rồi và tiếp tục cuối cùng là làm mình cái nhịn hoa nhé. Kèm một kìm bắt chặt cái đầu. Để những cái nhị chắc chắn hơn mình dành kìm dính một ít keo nến ở đầu. Vậy là mình đã hoàn thành xong bông hoa đào rồi.
theo mình sẽ hướng dẫn đến cái phần cuốn lên cành nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn đến cái phần cuốn lên một cái cành hoa đào như thế này. Một cành như này thì mình sẽ dùng đến 8 bông hoa đào, 3 cái nụ đào và 8 cái lá. Ngoài ra thì mình cần có 2 cái cành cây làm cành. Đầu tiên mình làm cái cành lá này trước, mình cuốn cành nhái trước.
Như vậy là mình đã làm xong hàng đào rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.